vậy trước khi đi thi tập lực không hay không? Tập lực á là mình, các bác thế này này, các bác đừng có quan trọng về cái tập lực. Đấy, quan trọng nhất phải là cái cơ địa con chim khung hình tốt, bản chất nó lực thì các bác mới có chiến binh hay mà bền bỉ để chơi. Chứ còn tập lực nó chẳng qua nó làm cho con chim thoải mái gom lông, mà đặc biệt thời điểm mà tập lực tốt nhất là trong cái thời gian con chim nó bắt đầu hoàn thiện bộ lông. Các bác tập lực để cho con chim nó bay nhảy, nó thoải mái và nó gom được bộ ôm bộ lông rất là nhanh. Đặc biệt là nó sẽ rụng súc rụng lại những chú chim, những cái bộ cái lông mà nó sót lại à, các bác nhé. Chứ còn trong thời gian mà các bác tập lực bình thường trong cái chuyện nuôi lửa ấy, thì các bác nên hạn chế. Tại vì trong quá trình mà các bác đi thi và các bác tập lực thì còn là sức đâu mà đấu. Đấy, cho nên là các bác ví dụ như một con chim thi thì 2 tuần các bác có thể là thi một lần. Đó là con chim nó phục hồi được thể lực tốt. Thế nhưng mà trong cái tuần thứ hai mà các bác bận việc, các bác không đi thi được hay là như thế nào đấy, thì các bác có thể là sang lồng lực để cho nó bay thoải mái, để cho nó không bị stress con chim. Đặc biệt là nó không có bị cuồng và nó sinh ra tật lỗi à, các bác nhé. Chứ còn các bác đừng có quan trọng về tập lực như thế nào cả. Không quan trọng, quan trọng nhất các bác phải tìm những chú chim hay, cơ địa tốt và bản chất con chim nó lực. Chứ còn các bác có con chim mà không hay thì các bác có cho ăn vàng, các bác có tập lực cả năm cũng thế, không bao giờ nó hơn được. Đặng Tuấn Anh, chim đánh biên mạnh nhưng đánh up top hay bị hạ vì thiếu mặt đấu thì không, cái này cái vé nó không có quan trọng bác ạ. Cái này bác phải biết cái nết của con chim mình. Đấy, những chú chim mà bác đánh biên mà hay bị lơ mặt đấy, cái điều tốt nhất là một là bác đi thật trễ, hai là các bác đi sớm. Đấy, tức là nhưng mà nên đi sớm mà tốt hơn đi trễ. Đấy, có nhiều anh em là giữ được chú chim đi là gần tới giờ thi các bác mới mắc vào thì phải đi biên, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại cái hình chú thế này, trong trường hợp mà chú chim ở trong bị rớt, mà nó rớt ở cách khoảng chừng 7-8 giải lồng chim ấy, thì các bác rời vào thì tới gần tốp thì các bác lại làm nằm biên là các bác lại chết, đúng không ạ? Cho nên là những chú chim mà đánh biên mà vào áp tốp mà hay đứng biên ấy, tốt nhất các bác nên đi sớm, các bác để giữa dàn, đó là điều tốt nhất, thì chú chim đó nó sẽ đấu được. Chứ còn đánh véo bao nhiêu nữa không quan trọng, bác Đặng Tuấn Anh nhé, nó không quan trọng. Cái này là các bác phải linh động vào giờ đó, bác phải hiểu con chim của mình cơ. Anh ơi, có thể chia sẻ công thức chăm nông cám Nam Hà Nẵng? Vâng, nói thật với các bác này, em thì em cũng va chạm tất cả các cặng cám rồi, nhưng mà cá nhân em thì em thấy là chăm cám Nam là khỏe nhất, em thật khỏe nhất. Có cái là nó có một cái nhược là nó rất là chậm lửa. Đấy, có một số bác gọi là nôn nóng về con chim đấu, hoặc là có thể là hơi nóng tính ấy, thì nuôi cám Nam thì nó hơi vất vả, tại vì nó chậm lửa. Đấy, chứ còn với em thì chăm cám Nam thì nó rất là khỏe. Trong quá trình chăm lông thì các bác không được, tuyệt đối không nên phơi nắng. Cái thứ hai là nên cho ăn thêm cầu cào, và cái thứ ba là nên cho ăn những cái trái cây mà thiên về sắc tố lông, và đặc biệt là những trái cây mát, ví dụ như là đu đủ, cà chua, mướp khía, có thể lâu lâu dặm vào một miếng cà rốt hoặc là một miếng chuối, nhưng mà các bác nên cho ăn chuối chín thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn trong quá trình chăm lửa thì các bác nên cho ăn chuối vừa chín tới, chứ còn nếu mà chăm lông thì các bác nếu mà ăn cám Nam ấy thì nên cho ăn thêm chuối chín. Đấy, nhưng mà đa số thì các bác cho ăn thanh long, đu đủ và cam, những cái trái cây đó, và tuyệt đối đừng nên phơi nắng. Đó là điều tốt nhất để các bác không nên chăm cám Nam Hà Nẵng. Bác Phạm Trinh nhá. Đấy, thứ nhất. Cái thứ hai là để mà con chim thay lông tốt thì các bác nên 3 ngày thay một lần, cho tắm một lần hoặc thay bú ăn một lần bác nhá. Chim em từ lúc thay lông nó đi phân lỏng mà uống nước nhiều nữa. Dạ, có thể là trái cây bác cho ăn nó đụng cái gì đấy thôi, chứ không có gì quan trọng đâu. Nó cũng chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ cứ từ từ xong lông rồi mình tính cho nó ổn định. Bác cưng cô gái nhá, không có gì lo lắng cả. Bởi vì con chim xong, con chim mà nó thay lông thì nó có rất nhiều cái để mà mình không thể đoán trước. Cũng có thể con chim thay lông nó đi phân lỏng chuyện bình thường, để nó vì nó tụt lửa mà nó đi phân lỏng chuyện bình thường, không sao cả. Cứ theo xong lông rồi mình tính, nó sẽ ok. Bác cưng cô gái nhá, không có gì phải lo lắng cả. Phương Thịnh, chế độ chăm lửa cắm Nam sao vậy anh? Vâng, chế độ chăm lửa cắm Nam ấy là trong một tuần thì em nên các bác thường xuyên thay đổi trái cây, chuối, cà rốt hấp, saboche, rồi là táo. Đó, nếu mà thời tiết nắng nóng thì các bác có thể cho ăn thêm đu đủ hoặc là cam, nhưng một tuần chỉ một lần thôi. Còn nếu thời tiết và hiện tại như bây giờ cuối năm này thì các bác lại cho ăn ít trái cây lại và tăng cám lên. Đấy, cào cào là bắt buộc ngày nào phải có, nó là điều tốt nhất. Đấy, cào cào tốt nhất là ngày nào cũng có. Và trái cây thì các bác nên cho ăn vừa phải, cắt miếng nhỏ thôi. Các bác căn làm sao mà thông thường là các bác tắm chim vào buổi trưa, đúng không ạ? Thông thường là các bác tắm chim vào buổi trưa thì các bác cắt miếng trái cây làm sao mà chim ăn từ trưa cho tới chiều là vừa hết, hoặc là nó còn dư là dư ít thôi. Đấy, một xíu thôi, chứ còn đừng nên cho ăn dư thừa nhiều. Tại vì chú chim mà về mùa cuối năm, thời tiết mưa lạnh và nhiệt độ nó xuống thấp,
mà các bác cho chim ăn ăn cám nhiều ấy, đặc biệt là cám nam, tại vì cám nam nó là thành phần cám mát, cho nên là cho chim mà ăn cám nhiều, ăn trái cây nhiều quá nó bị lạnh bụng và nó sẽ lửa nó không được đạt à, bác nhé. Cố gắng là về cuối năm, thời tiết cuối năm mà mưa lạnh như thế này này, các bác cho ăn trái cây vừa phải thôi đấy. Các bác ăn làm sao mà từ lúc các trưa buổi trưa các bác tắm chim ấy là nó ăn trái cây tới chiều là hết hoặc là gần hết, để sáng mai cho chim nó ăn một lượt cám, sau rồi các bác chiều tới trưa các bác tắm chim lại là ok. Và nên tắm chim hàng ngày, đó là chế độ cám nam mà em đang nuôi chim hàng ngày của em các bác nhé. Phát Đạt: anh ơi, chim em mắt méo, em bắt nó từ buổi lên đã 3 mùa rồi sao vẫn thấy người là nhát lắm, mà nó cách xa người chơi mà nhát lắm anh. Em chim xin kiến thức ở chú chim của em xin cảm ơn. Cái này thứ nhất là con chim, những con chim bổ già, chú chim bổ già thì nuôi trong vòng 3 mùa thì nó vẫn nhát là chuyện bình thường, nó không có sao cả. Thế nhưng mà những có rất nhiều nhát ấy, thì nó có chú chim mà nó gấu ấy, hay là nó ham đấu thì các bác vẫn có thể chăm chim nó đi thi bình thường, có thể đi đấu già bình thường, chả sao cả. Cá nhân em rất thích những chú chim nhát, tại vì các bác nuôi con chim mà nó dạn quá thì nó mất cái sự mà hưng phấn, đặc biệt là nó không cảm giác. Chim mình chăm mình chơi là nó phải nhát nhát một tí thì mình cầm con chim nó mới cảm giác được. Đây là cá nhân em. Thì tất nhiên trong cái cuộc chơi thì mỗi người có một cái khẩu vị, mỗi người có một cái cảm giác khác nhau, chả ai giống ai cả. Nhưng mà cá nhân em thì em đánh giá rất cao những chú chim đó bác nhá. Chim đi phân lỏng mà hôi, dạ nó bị đau bụng nếu bác đình lê nhá, và cũng có thể là nó không hợp cám bác nhá. Nếu như mà nó đi uống nước bình thường mà nó đi phân lỏng mà hôi ấy thì có thể nó không hợp cám à, bác nhá, cái cám nó có vấn đề. Còn nếu như mà nó đi phân lỏng nhưng mà uống một ngày cả cống nước hoặc là gần cống nước ấy mà phân nó không hôi thì có thể nó bị đau bụng à, bác nhá. Cho nên nó có rất nhiều cái nguyên nhân mà tốt, em nghĩ là con chim của bác ấy nó không hợp cám đấy. Nguyễn Thế Hào: chim em bị tụt lửa thì làm sao cho lên được? Dân bác cứ nuôi đều tay à, tăm tắp hàng ngày, nếu có nắng thì bác phơi nắng cho nó à, vào buổi trưa là tốt nhất bác nhá. Đặc biệt là nên cho mùi tươi hàng ngày nữa là nó ổn định và nó tự lên lửa bác nhá, không sao cả. Chim đấu dần rồi có tiếp tục vào lửa không anh Minh? Cái lửa là mình phải chăm hàng ngày bác Hải BQL nhá, mình chăm hàng ngày và con chim nó đạt phong độ, nó ổn định và luôn luôn nằm trong những trạng thái sung mãn là ok. Chứ còn bác đừng có lúc chăm lúc thả là con chim nó mất ổn định, ok chưa bác? Em cho anh hỏi, người ta nói tắm hàng ngày tụt lửa phải không em? Anh cảm ơn. Dạ bác Chè Ba Tá ơi, thì đấy là người ta nói bác ạ, đó là người ta nói chứ còn em thì em không nói. Chim nhà em mà tắm hàng ngày, kể cả chim thi, bất kể ngày mai em thi em vẫn còn tắm, bác Chè Ba Tá nhá. Đấy là người ta nói chứ còn em này em tắm hàng ngày đấy. Chim tắm thường đỡ xỉ lông, đúng rồi đó bác Trinh Nguyễn. Thứ nhất là mình tắm thường xuyên thì con chim nó luôn luôn lúc nào cũng trạng thái sạch sẽ, rồi mình vệ sinh lồng thì nó cũng đỡ rận mạt hơn đấy. Một số anh em cẩn thận hơn mà đầu tư hơn thì có thể dùng nước tắm mình tắm hàng ngày, đúng không ạ? Con chim bây giờ nó cũng trong trạng thái sạch sẽ, nó thoải mái hơn chứ. Cái chim là bảo là tắm thường xuyên tụt lửa là sao? Em tắm ngày một, các bác đừng có nghe vớ vẩn các bác nhé. Thì cũng giống như mấy ông đi đâu đây nghe bảo là đi thuần chim bổ đi nhổ lông đấy, thuần chim bổ đi nhổ lông cánh trong đuôi thuần đấy, hư hết chim, không còn con nào đi chơi cả. Rồi là bài bảo là muốn biết con chim bổ tốt nhất thì kẹp với con chim đấu dàn, kẹp chim thi, mẹ kẹp thế thôi chứ chim đâu mà chơi. Chim thi nó đánh chim bổ chịu không nổi chứ ở đó mà chơi. Chứ còn kẹp chim mà bảo kẹp với chim thi với chim đấu già mà nó không sợ là bổ tố chất, nó thấy ai nó chả được, đúng không ạ?